xin chào tất cả bà con. Ok các bạn ơi, thì hôm nay anh em tôi lại tiếp tục quay lại với clip ẩm thực các bạn ơi. Thì các bạn đã có nhìn thấy cái lu đằng sau tôi không các bạn? Các bạn có nhớ là những tập trước thì anh em tôi đã sử dụng cái lu ốp cái đầu lợn nha các bạn. Thì hôm nay anh em tôi sẽ tiếp tục với món ốp lu. Nhưng mà hôm nay anh em tôi sẽ chuẩn bị sẵn ở đây một con chú chồn cho các bạn. Chồn đây ra con chú ngoài cũng rất khá là to. Chồn này tầm ký rưỡi nha các bạn. Thì bây giờ anh em tôi sẽ làm một món là chồn ốp lu siêu cây nha các bạn. Thì đây, siêu cây thì không thể nào thiếu sốt được các bạn. Anh em tôi đã chuẩn bị sẵn một tô sốt đây rất là cây luôn. Nướng sa tớ siêu cây, sốt này là anh em tôi sử dụng sốt sa tớ nha các bạn. Thì bây giờ là công việc đầu tiên không thể thiếu là bây giờ thằng cu hàng nó sẽ thực hiện là công việc chính nhất của hôm nay. Đó là ướp cái con chồn này nha các bạn. Và anh em tôi ướp lu và nướng sa tớ siêu cây rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cu hàng đây là nó đang cầm cái tô sốt ướp siêu cây của sa tớ siêu cây của anh em tôi nha các bạn. Thì bây giờ đổ vào ướp chồn thôi hàng ơi. Đổ hết cái tô vào ướp cho nó cây thì nó mới chết. Đây các bạn nhìn sốt của anh em tôi sử dụng sa khá là nhiều luôn các bạn, để cho nó cái tăng cái độ cay. Còn ớt thì anh em tôi sử dụng ớt bột nha các bạn, không có sử dụng ớt tươi. Hôm nay không sử dụng ớt tươi nữa. Rồi, bóp cho đều đi hàng, thấm vào thì nó sẽ ok hơn. Nhét cái nắp nó nè, nắp nó là cho thấm đều hết dạ. Nhìn sốt ướp nó khi mà áo lên chuồng nói chung là khá là đẹp mắt luôn các bạn. Rồi chị nhét hết lại trong cái lớp nó đi. Thì sốt này nó mới đẹp làm sao. Ok các bà con ơi, giờ đây hàng lợn sẽ chốt tài những chuồng xe tới siêu 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 cây đỡ đái các bà con. Mời bà con cùng theo dõi món chồn nướng sa tớ siêu cây của anh em tôi nha. Để xem thử cái chồn đây có vị như thế nào, có ngon không nha các bà con. Nước bốt nát. Ok các bạn, cái lu này là đợt trước anh em tôi có sử dụng ướp một cái đầu lợn rồi nha các bạn. Vẫn tiếp tục với cây cọc và lá chuối lót bên dưới. Thì lu bữa ướp cái lợn lu này, lu của bà cố nội tôi đỡ lại nên bây giờ nó đã bị bớ rồi các bạn. Cũng may cho anh em tôi là chưa hở bỡ ra nên hôm nay vẫn tiếp tục với cái lu huyền thoại của đời ông cố đỡ lại đây. Và tiếp tục sử dụng với cái món là chồn ốp lu sa tớ siêu cây nha các bạn. Nói chung là đây là được. Thấm điều hả con chồn này luôn cớ nào anh thấy. Mà bây giờ chồn nó đã lên màu khá là đẹp rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, chúng là thời gian nãy giờ cô hàng có vất vả ướp cái con chồn này thì thời gian cũng được 5 đến 10 phút rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chồn anh em tôi nó đã thấm hoàn toàn vào gia vị vào thịt rồi. Thì bây giờ anh em tôi sẽ tiến hành và cột vào cây cọc phía xa kia và đỡ ướp luôn rồi các bạn. Thì chuẩn bị lột phần lá chuối sẵn ở dưới để nó khỏi đụng cát nha các bạn. Ok các bạn ơi, chúng là nãy giờ cô hàng cũng khá là lâu đó nó mới để định hình được con chồn lên cái cọc của anh em tôi chuẩn bị sẵn rồi nha các bạn. Nói chung là cũng vừa được cái lu luôn. Thì bây giờ hàng đã sẽ dùng dây thép nó cột chặt hết lại con chồn rồi các bạn. Thì bây giờ anh em tôi sẽ bỏ một phần gia vị cuối cùng đỡ lên con chồn này đỡ cho nó khỏi bị cháy nha các bạn. Rồi bôi gia vị lên hàng ơi. Bôi lên mấy trên, bôi lên mấy trên. Đó đúng rồi. Rồi xíu nữa mình nướng á, khi mà lỡ cỡ nửa chừng mình bôi xíu dầu nó khỏi cháy rồi đem nó đi. Rồi úp cái lu lên hàng ơi. Rồi bây giờ cô hàng nó sẽ giúp tôi cái phần công đoạn cuối cùng là ấp lu và đốt lửa thôi các bạn ơi. Đốt lửa xung quanh sẽ sử dụng sức nóng của xung quanh cái lu này để mình hấp vào con chồn thì nó chín đều hơn và khỏi phải bị cháy nữa. Rồi ok. Rồi bây giờ anh em tôi sẽ tiến hành công đoạn quan trọng nhất là lên lửa các bạn. Đấy.
Ok các bạn ơi, nói chung là sau một thời gian cũng nãy giờ cũng hàng lợn vật vã với cái đống lửa các bạn. Thì bây giờ lửa của anh em tôi nó đã được cháy rồi nha các bạn ơi. Bây giờ chờ lửa cháy hết cái dòng xung quanh cái lu thì anh em tôi sẽ ngồi và đợi đến khi nào mà trồn tỏa mùi hương thơm thì anh em tôi sẽ lật cái lu ra và thưởng thức thôi. Đây các bạn ơi, ok, ví dụ bây giờ chắc cũng tầm được là 15 phút anh em tôi đốt lửa xung quanh nha các bạn. Bây giờ dù gì ở đây là gió quá chi là lớn luôn, nên bây giờ anh em tôi phải trải bớt cái than ra xung quanh bên ngoài các bạn, chứ không là đỡ là nó hấp nóng quá cháy. Anh em tôi nghe ngoài này mà bên trong các bạn, nó sôi lên xù 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 xù, nó xèo 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 cái dầu mà gia vị mình ướp cũng trộn các bạn. Giờ cô hàng đang canh than, không thể nào đỡ cho nó hấp than được các bạn. Nếu hấp than là nó sẽ bị cháy thôi. Sau một thời gian chờ đợi chắc tầm một tiếng đó các bạn ơi, thì bây giờ chồn của anh em tôi cũng đã khá là vàng rồi, giờ cũng chín rồi. Bây giờ không biết trong này nó như thế nào nữa, theo dự đoán thì nó sẽ chín thôi, nhưng mà bây giờ khui hộp ra sẽ biết nó bên trong như thế nào thôi. Bây giờ thằng Hà sẽ giúp tôi phần công đoạn khui tôm nữa các bạn. 1 2 3 khui nè, công đoạn này rất hấp dẫn luôn các bạn, không biết là bên trong cái thành phẩm bên trong như thế nào. Ý wow, đây các bạn, chồn anh em tôi đây, thành phẩm đây các bạn. Dẫn rồi, nhìn là mê đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ thằng Hà nó sẽ rút luôn cái cọc đem vào vị trí đó, anh em coi cùng nhau thưởng thức nha các bạn. Rồi ok, đây bạn, giờ anh em tôi sẽ đặt lên vị trí lá chuối này. Đây bạn, sau một tiếng chờ đợi thì chồng của anh em tôi đã khô và rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thằng cu hàng sẽ lợn sẽ giúp tôi đỡ tháo những dây thép ra xung quanh ra khi nãy anh em tôi rằng nha các bạn. Wow, không biết vị như thế nào, nhìn rất chi là hấp dẫn các bạn. Cái đầu nó wow, anh em tôi hôm nay vẫn là sử dụng chén nước chấm làm muối ớt chanh nha các bạn, đỡ thưởng thức cái món chồng nướng này. Quá là cu hàng lợn làm. Rồi bây giờ tôi sẽ vào và review cho các bạn cùng xem thịt trộn như thế nào. Các bạn, bây giờ thằng Hàng nó sẽ cắt cái phần hai đùi xeo cho các bạn. Mỗi anh em tôi mỗi người một cái đùi. Đó, review cho các bạn xem cái món trộn ốp lu này nó có vị nó như thế nào và có đặc biệt ngon hay không nha các bạn. Chín chưa, chín chưa? Chưa, chín quá hấp dẫn luôn nha. Đúng rồi, xỉa là đó, đùi bự luôn, ăn cho chắc. Ăn cái gì cũng bự nó mới chắc được các bạn ơi. Ăn nhỏ nhỏ không có đã được. Chưa ăn mà thấy ngàn nó làm xét thịt ra tôi thèm đó các bạn ơi. Đây bạn. Đấy. Đây các bạn ơi. Đây là cái phần đùi mà cô hàng vừa mới cắt, anh em tôi mỗi người một cái nha các bạn. Thì bây giờ chờ cô hàng kia nó xét xong một cái của nó thì anh em tôi cùng nhau mỗi người một cái và gặm và review cho các bạn xem cái thịt trùng nó dai như thế nào. Đây là trùng đúng là thiên nhiên nha các bạn, không hề nuôi nó nha các bạn. Wow. Mời các bạn một cái đùi nhé. Từ mời, mời các bạn lại một cái đuôi nha. Mời các bạn nha. Bây giờ mình cũng nôn quá các bạn ơi. Ăn thử vị như thế nào. Wow. Wow trời. Chấm vô chén nước chấm này nó mới chắc các bạn ơi. Trời. Chấm chanh nữa nó chắc. Mời các bạn nha các bạn ơi.
Ngon quá. Cực kỳ dai luôn. Đúng dai luôn. Wow. Mời các bạn nữa nha. Thơm còn. Wow, nó chấm khá là kỳ luôn. Chấm cây một trời, cây mà. Ồ, kỳ quá. Thật sự là rất là dai các bạn. Đây này các bạn, cái da các bạn thấy nhìn da không? Da nãy giờ mình cắn hai lần mà chưa đứt được miếng da luôn các bạn. Wow, 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 quá là cay luôn. Cay mà ngon luôn thấy không? Ước gì em ăn ngày nào cũng có cái đây ăn. Ngon. Đúng là cái gì rừng mà thiên nhiên hoang dã nó cũng cực kỳ ngon các bạn. Không phải là như hàng nuôi mình. Hàng nuôi mình là thịt luôn luôn nó mềm mềm rồi. Tụt nhìn miếng da. Để mình review, mình cắn miếng da cho các bạn xem nó đứt hay không nha các bạn. Thật sự mình cắn miếng da không đứt được các bạn. À, lấy da qua, cắt miếng da cho anh coi. Cắt miếng da vô anh review cho các bạn xem thử miếng da nó giòn nhai cỡ nào. Cục da cắt cũng muốn đứt luôn. Da cắt cũng không miếng muốn đứt được cái miếng da luôn này các bạn. Cắt xuống à. Ui chú trời sao trơn luôn. Rồi. Đây bạn, đây là miếng da nó nè. Giờ tôi sẽ chấm với các bạn một cái đuôi nè. Chấm siêu cây đó. Review thử cái miếng da đây các bạn. Wow. Ê. Cái da nó nhai giòn quá. Ngon quá dai như ông đuôi hả? Đúng răng anh, có ai con gì? Hôm nay anh em tôi sử dụng con đực nha các bạn. Đây là phần sinh dục của con đực. Hàng này các bạn. Dài rất là dài luôn. Khá nguồn á. Bạn nữa nha. Khá kìm các bạn ơi. Miếng dài khá là giòn luôn. Giờ tôi sẽ chấm và thưởng thức tiếp một miếng nữa. Kỳ quá. Ồ kỳ xí mùi luôn. Review cho các bạn một miếng da. Mời các bạn muốn da nha. Thấm nè. Nhìn lại vị thấm á các bạn. À. Cái vị nó thấm cực kỳ thơm luôn á. Hôm nay nướng lú cú sá luôn. Rất là nhiều sá luôn. Thịt nạc nè các bạn. Đấy. Bạn thấy được nạc đúng không? Rất là thơm luôn. Cái da đây ốc cao su ạ. Đúng không? Dạ dày, không nhưng mà cái này ăn ngon ốc nhiều. Ồ, các bạn nhìn nạc đó nè. Đây các bạn. Mời bạn miếng nữa nha. Wow. Quá cay luôn các bạn ơi. Cũng cũng đủ muối không ạ? Mời các bạn một miếng tiếp tục. Quá kỳ. Quá ngon quá. Cái bằng nạc con trồn này á cực kỳ thơm luôn các bạn ơi. Wow, dai mà thơm. Dai đi cho mày tính là anh cái à. Đi nè, đúng rồi. Đúng rồi. Bị rớt ra luôn anh. Một ai ăn một tay quay. Phải nhờ của hàng nó bị cái phần xương này ra các bạn. Đây mời bạn một miếng xương ra. Ngon không? Ngon. Nói ngon luôn. Chữ là khá là thơm. Quá là kỳ.
Trời, tôi đi uống nước à, kỳ quá. Quá kỳ luôn. Thật sự là ăn chung này nó ngon gấp mấy lần mà ăn chung đợt trước anh em tôi nướng ngoài cánh đồng các bạn. Quá. Mời đại ca uống nước đại ca. Tôi phải uống một miếng nước mới được các bạn, không là cây chịu không nói. Hai má tôi sưng rồi. Uống cây luôn. À, quá đã. Không còn gì bằng mà cứ uống ăn cây mà vào một ca nước đá rồi các bạn. Cực kỳ vô mốt luôn. Wow, tiếp tục một miếng đùi. Thực sự là quá cây luôn các bạn ơi. Hồi nãy giờ ăn một cái đùi mà chưa xong được các bạn. Cực kỳ cây luôn. Ăn cái đùi, ăn cái đùi. Không hổ danh là hàng lợn nãy giờ đã tay xong một cái đùi các bạn. Mời bạn miếng nữa nha. Quá đã, quá ngon, quá chắc, quá cay. Mời các bạn một cái đuôi. Cây công tương đối luôn các bạn. Wow. Đây bà cạn còn miếng da. Giờ tôi sẽ cắn miếng da luôn. Chấm chấm siêu cây luôn. Ăn cây thôi nó chắc. Mời bạn miếng nha. Quá ngon. Quá dài. Cho thật các bạn nha. Chỉ các bạn ở đây thôi mới hiểu được cảm giác nó ngon như thế nào các bạn ơi. Thật sự các bạn nhìn vậy thôi cho nó cực kỳ ngon các bạn. Wow, bạn coi số thịt nó à. Wow, cái số thịt nó mà nó dai. Gần nó. Mời các bạn một khúc đuôi nha. Cây sưng môi luôn các bạn ơi. Mời bạn miếng nữa nha. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. À, gần á các bạn. Gần cực kỳ dai luôn. Gà này muốn tôi ấp luôn nó luôn các bạn, nó góp vui. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Còn cống gì ta nói. Ngon quá. Các bạn ơi, nếu có dịp các bạn hay đặt những người đi săn các bạn thì các bạn sẽ mua được những chú chồn thiên nhiên từ núi nha các bạn. Thì các bạn ăn coi. Những lời tôi nói hôm nay không hề sai chút nào, cực kỳ ngon các bạn. Không gì ngon bằng đồ thiên nhiên các bạn. Ăn cái miếng xương này em thấy quá lắm. Bây giờ đã đùi nãy giờ của đây. Ngon quá các bạn. Ôi cô. Miếng xương hả? Ừ. Wow. Không còn gì bằng. Quá đã, một từ nói chung là quá ngon. Chứ miêu tả ra cái trồng ấp lưu. Quá phê. Ngon quá bạn ơi. Review bạn lại miếng da nữa nè.
thì như cho anh tí một miếng da nữa anh ăn đi. Miếng da đủ cái thân, để ăn cái miếng da cái đuôi. Đúng rồi, cho anh một miếng da. Bây giờ tôi sẽ review một miếng da ngay chỗ cái bo xương các bạn. Miếng đó là ngay chỗ đó là hoạt động nhiều nhất của con trồn luôn. Đây. Đây các bạn. Miếng da đây. Quá chi là phê luôn. Thơm. Chấm với chấm siêu cay. Đây mời các bạn. Các bạn ơi. Cực kỳ hấp dẫn. Đây các bạn, miếng da đây nè. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Miếng da ngon không? Con thì miếng trái rồi các bạn. Nó ngon quá, không rửa mới nóng mới được cua nó đồ. Nó ngon rồi, nó bơ ra mà nó bơ luôn á nè. Nó ngon ngon sao mà nó ngon luôn. Wow. Nó cây không gì em chịu nói luôn các bạn, mà cũng ngon quá rồi à. Tại nó ngon quá nên em tôi chấp nhận ăn cây. Thật sự là tôi ăn chiêu cây không được, bởi vì làm clip của bạn xem phải nhiệt tình để làm clip cho bạn xem. Mời các bạn muốn ăn nó mới hấp dẫn được. Các bạn thấy miếng tay không ngon không? Các bạn thấy miếng tay ngon không? Ngon vậy tí từ vậy. Thực sự là rất kỳ các bạn ơi. Tôi khuyên các bạn nếu như mà có dịp á, các bạn nên hãy mua thử một con trùng núi thiên nhiên như anh em tôi, để vợ ăn cảm nhận được nó ngon như thế nào nha các bạn. Thôi clip cũng khá dài rồi, các anh em tôi phải xếp lại clip tại đây. Để uống nước cho thực sự cay quá, không thể nào review các bạn xem được nữa. Thôi anh em tôi xin khép lại clip nha các bạn. Các bạn cảm thấy video này ngon và hấp dẫn và thú vị, đừng quên để cho anh em tôi một like và một share, để anh em tôi có nhiều cái động lực làm video hay và ngon hơn nữa để các bạn cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất từ kênh anh em chúng tôi nha các bạn. Tôi tên chào tất cả các bạn. Tôi xin chào các bạn. Tất cả bà con cô dì chú.